Rồi, Hải đang pick up đồ ăn ở tiệm bánh mì Subway ở San Jose. Trưa ngày 26 tháng 3, 2022. Chờ người ta làm bánh mì nè. Đây là khu vực để nước uống. Đây mình nhìn ra ngoài đường ấy, chỗ đậu xe. Hiệu Subway này cũng nổi tiếng ở Mỹ nè. Làm bánh mì thịt giống như Việt Nam ấy. Nhưng mà họ làm có bỏ bơ và theo cái kiểu của Mỹ. Ở đây có nhiều loại nước uống nè. Mình thích cái nào mình bấm cái đó vậy. Coca vị cherry, Dr. Pepper, Iced Tea, trà đá dâu, Fanta, Sprite, Coke. Đó, ông này cũng đang gói bánh mì nè. Good. Yeah. Thank you. You too. Bây giờ là 2:48 chiều ở Mỹ đây vậy, bờ Tây nè. Ngày thứ bảy. Trời nắng, bữa nay nóng rồi vậy. Nóng 29 30 độ rồi. Bớt lạnh rồi. Buổi sáng thì phải trùm mền ngủ nhưng mà trưa nắng lên là nó ấm lại. Đó, bây giờ mình ra đường lớn nè. Đó, gần 3 giờ chiều trời nè. Nắng nóng vậy. Trong xanh luôn. À, đi qua cái cầu vượt, bắt qua con đường cao tốc 85 nữa vậy. Xa phía trước là dãy núi phía nam bao quanh thung lũng San Jose Silicon đó. Đó, bây giờ nhà cửa ở San Jose là mắc thứ hai ở Mỹ vậy. Nó chỉ thua ở New York thôi. Căn nhà trung bình giờ khoảng 1,5 triệu đô la một căn đó vậy.
Đó, mấy nhà này quý vị thấy đó, 1,5 triệu, 2 triệu mới đụng vô nổi đó. Hôm nay thứ bảy cuối tuần nên đường phố vắng gì, ai ở nhà đó à. Đó, tới bảng stop sign giống như đèn đỏ vậy, mình phải dừng lại 4 giây á. Rồi ai đến trước thì đi trước. Wow, bên phải nhà có tiệc sinh nhật, trang trí bông bóng rồi giống Việt Nam. Bên phải đây cái nhà thờ gì? Sunrise Valley Baptist Church. Rồi cắt ngang đây là đường Blossom. Quẹo phải là ra đường cao tốc 85. Còn quẹo trái là mình ra đường Santa Teresa. Giờ mình đi thẳng lên 2 phút nữa là đến giao bánh mì cho khách đó vậy. Ăn 2 ổ bánh mì gần cả 1 triệu bạc đó vậy. Với 2 cái bánh ngọt á. Ghê không? So với tiền Việt Nam quá lớn á. 1 triệu đồng ăn bánh mì Việt Nam là bao cả lớp học à. À, đây có bảng stop sign gì, dù không có xe mình cũng phải dừng nè. Đó, nếm 1, 2, 4. Có ai không? Không có thì mình đi tiếp. Nếu ai đến trước, đi trước theo thứ tự ưu tiên á gì. Hãy thắc mắc là ở Việt Nam sao không thấy có bảng stop sign vậy. Đó, phía trước bên trái thấy xe cứu hỏa. Không có hú còi chắc là đây là cái đồn cứu hỏa vậy. Không có bấm còi nữa là không có đi nhiệm vụ đó. Đó, stop sign phải dừng lại cái vậy. Rồi mình quan sát ba phía không có ai thì mình đi tiếp. Còn nếu có xe đến thì mình cứ tính ưu tiên ai đến trước đi trước vậy. Đó, giờ mình quẹo vô đây. Đó, nhà gì là 1,5 triệu, 2 triệu đô đó vậy. 1 triệu mua không nổi á. Đó là khoảng 23-24 tỷ đồng Việt Nam đó vậy. Ở Việt Nam 1 triệu đô là ở biệt thự bự hết sức bự. Đó, vậy thấy có người đưa thư không? Đó. Còn chút xíu nữa tới nhà khách bên tay phải là gì. Ồ, gì thấy nắng lung linh, mùa xuân đẹp, cây cối bắt đầu đập chồi nảy lọc rồi đó. Yên tĩnh cái gì, khu này yên tĩnh, nhà ai này ở cuối tuần nè. Your destination is on the right. Đó, nhà nằm bên phải, bản đồ chỉ mình. Đây, nhà bên phải đây. You've arrived. Đó, nhà này cái gì? Có gara nè. Rồi, cái gì chờ hãy chút nha. Vô mình đưa 2 ổ bánh mì với 2 cái bánh có 1 triệu bạc.
Rồi, xong một cú cái gì, thank you, hẹn gặp lại gì tiếp theo, goodbye.